soon in my heart. Giấc mơ mình nhàng, la la soon be your friend. La la mang bao giấc mơ, ta cùng tay nắm tay trên con đường đi. La la soon in my heart, sống trong mơ mình nhàng, la la soon be your dream. La la mang bao khát khao, thắp sáng lên đam mê từ trong con. Anh chạy cho em một cái chỗ này, cô bán đồ ăn ngon lắm nè. Bán hả? Đồ ăn ngon? Bán gì vậy? Tới đi rồi biết, tới nè. Cô, cho con hai bình như cũ nha cô. Em, bình thường á, em ngồi mấy cái quán sang quen rồi. Hôm nay em ngồi cái quán này lề đường em thấy thoải mái không? Thì cũng thoải mái mà. Sắp tới cuộc thi rồi đó. La La Idol á, em có chuẩn bị gì cho mình chưa? Thật ra thì em cũng chuẩn bị rồi. Nhưng mà chắc em chỉ thi chơi cho vui thôi, chứ em cũng biết chắc chắn là không có đậu rồi. Em phải tự tin lên chứ. Giống như anh nè, dù biết là không được á, nhưng mà anh vẫn phải cố gắng, để sau này mình không phải hối hận. Nói chung á, là cuộc đời này không có biết được điều gì đâu. Giống như hồi xưa em nhớ không? Hồi đó em ghét anh như quỷ á. Bây giờ em thương anh rồi đó, thấy chưa? Phải cố gắng lên nha. Em biết rồi. Cố gắng yêu anh cho nhiều nữa. Xong chưa cô? Đây, gỏi xoài khô cá sặc. Món này ngon lắm á. Từ từ để đút cho hai miền ra. Đấy. Ngon không? Lần đầu tiên em được ăn luôn á. Đây nè, cô. Bích Ký, còn nói là còn đi học, tại sao lại ngồi đây? Con đi học về sớm nên con lên xe cho mẹ. Về nhà mẹ nói chuyện với con. Nhưng mà mẹ... Không mẹ gì con gì hết. Lên xe. Còn cậu nữa. Tôi nói với cậu nhiều lần rồi, sao cậu lì quá vậy? Cô, con thương bên kia thật lòng mà cô. Nếu cậu thật lòng thương nó thì một á là cậu hãy nghỉ học, tránh xa nó ra. Còn hai á là tôi cho nó nghỉ học. Tôi nói cho cậu biết á, cậu suy nghĩ cho nó kỹ. Lần sau tôi không muốn gặp cậu nữa đâu. Dạ vâng, không có gì đâu cô. Con cũng chỉ muốn tốt cho bên kia thôi mà. Dạ. Yên tâm đi. Vậy thì tốt. Em có mua thuốc bổ biếu cho ông. Anh gửi cho ông nội giúp em nha. Anh cảm ơn, nhưng mà anh không nhận được đâu. Em giúp đỡ anh nhiều rồi. Em tẩm bổ cho ông nội chứ có tẩm bổ cho anh đâu mà anh không nhận. Thôi cầm lấy giùm em đi, nãy em xách mỏi tay quá. Thôi anh cảm ơn nha. Anh lên lớp nha. Chưa kịp. Sao vậy? Còn cái gì đưa cho ông nội anh nữa hả? Không có. Ý em muốn hỏi là anh cũng làm nhiều nghề quá ha. Thật ra là em có chuyện muốn nói với anh. Cái chuyện hôm bữa, anh đừng có hiểu lầm em nha.
Hiểu lầm chuyện gì? Là có những lúc á mình thấy vậy á mà không phải vậy đâu. Vậy là sao? Để em giải thích cho anh hiểu rõ hơn là nó vậy là vậy, đi với vậy mà nó không phải là vậy mà nó thực ra là vậy nè. Khiết Băng, em bị gì vậy? Tự nhiên em nói cái gì anh không hiểu gì hết trơn à? Thì cái chuyện ở nhà hàng em với Đông Phong á thì anh với nhau thực ra chỉ là bạn bè bình thường, anh đừng có hiểu lầm em nha. Anh biết rồi. Anh biết thiệt không? Biết vậy thì tốt. Cái món đồ này em gửi cho ông nội á, đừng có thấy ngon quá uống luôn không nội nha. Biết mà. Chị, anh đi đi. Thôi, em đi trước đi. Anh muốn đi mà anh đi trước đi. Em đi trước đi. Em đi trước nha. Nếu thích em thì anh hãy nói với ai nè. Anh yêu anh ơi, hoa của anh. Thôi anh đi. Trời ơi, giữa thanh thiên bạch nhật mà làm cái trò gì á, không có biết xấu hổ hả? Gặp tôi là tôi không thể chịu đựng nổi luôn rồi đó. Nghĩ sao vậy, trong trường mà hả, đá nhau hả, tán nhau hả? Trời ơi tôi tức quá mà. Anh ơi, Likio ơi, con trai không có tin ai được đó. Likio ơi, trời ơi thiệt là ngu quá đi. Trời ơi còn đưa tiền cho con gái xài nữa chứ. Trời ơi, trong khi đó trời ơi có bao giờ bao tôi được ăn bữa ăn nào đâu. Không có tin đàn ông được nữa. Gì? Em mua hoa này tặng em nè. Cảm ơn anh nha. Nếu như em từng mơ một giấc mơ ngọt ngào nhỏ bé, ai đó đến bên cạnh ngắm nhìn vuốt về, chạm nhẹ bờ môi đang yêu bé xinh. Anh cũng đã tốn có nhiều thời gian để tìm ra cho mình một mảnh ghép cảm xúc trong tim anh đã cạn. Cho đến khi anh gặp được em, giờ đã biết yêu nhau là quay cuồng, quay cuồng. I am a, I am a. Làm ghẻ anh nha. Trời ơi, còn đứng đây chi nữa, đi trà sữa lại lên. Lòng thương nó thì một á là cậu hãy nghỉ học, tránh xa nó ra. Còn hai á là tôi cho nó nghỉ học. Yeah homie. What's up check it out. Sao hôm nay hẹn tôi đây có việc gì? Có cảm hứng sáng tác bài mới à? Đâu có gì đâu. Tính hỏi bằng rảnh không? Hôm nay mình làm bài trai. Ghê. Sao thế, tâm trạng vui hay buồn? Buồn đúng không? Đâu có gì đâu. Chỉ là có... Ý, vô gọi. Hello honey, gọi anh có việc gì không? Nhớ anh thì gọi, chứ bộ có chuyện gì mới gọi được cho anh hả? Quan tâm em thôi mà. Vậy thì được. Mà hôm nay anh có biết là ngày gì không? Hôm nay á hả?
Hôm nay thứ năm. Không phải. Ôi, hôm nay là kỷ niệm một tuần mình quen nhau đó. À, đúng ta. Gì còn biết qua chở tôi đi ăn nữa. Nhưng mà anh bận làm nhạc rồi. Trời ơi, nhạc nhạc gì thôi, nó để sao đi, hôm nay kỷ niệm quan trọng lắm. Thôi anh qua liền đi. Anh mà không qua là em cho anh biết tay á, anh biết không? Nè anh coi nè, em sẽ cho anh biết tay nè. Tha cho tôi đi mà. Ủa? Sao có anh Quân đây nữa? Trời ơi, sao nãy giờ không nói, làm ta sơn xúa nãy giờ kỹ quá à. Thôi bây giờ anh làm gì anh làm đi, anh làm xong nhớ gọi điện cho em nha. Bye bye. Ok, vậy bye bye em nha. Hạnh phúc quá ta. Ông và Pinky cũng vậy mà. Mọi người đang tốt đẹp đúng không? Nói chung... Sao? Cậu có chuyện gì à? Mặt buồn thế, có phải là chuyện nhạc không? Nhạc intro tôi làm cho ông xong rồi, chỉ còn phần sau nữa thôi. Không phải chuyện nhạc. Vậy chuyện gì? Nhạc của tôi thì để sau cũng được. Bây giờ có thời gian rảnh thì ông làm cho bạn khác đi. Ủa? Vừa hôm nọ mới giục tôi làm nhanh lên mà. Bây giờ tôi chưa cần đâu. Tôi có chuyện này muốn hỏi ông. Hỏi đi mấy. Giả sử như mà ông yêu một người nào đó thật lòng, ông có dám hy sinh tất cả mọi thứ ước mơ của mình vì người đó không? Có thể. Có thể lắm chứ. Ông nói vậy thì tôi hiểu rồi. Cũng không biết khuyên ông gì hết á. Cố lên em. Thật ra thì hôm bữa tôi có qua nhà Pinky. Tôi có gặp mẹ Pinky. Ồ, đừng nói là hai người đã đến cái mức mà gặp mặt phụ huynh rồi nha. Nhanh nó. Không phải vậy. Sao? Mẹ Pinky không thích tôi. Chắc có lẽ là do tôi bán kẹo kéo. Mẹ Pinky nói là giữa tôi và Pinky không hợp. Nhưng mà theo tôi nghĩ ấy, cái quan trọng nhất ấy, là Pinky có tình cảm với ông. Đấy mới là điều quan trọng. Tôi cũng chỉ biết quên ông vậy thôi. Cố lên em. Tôi sẽ cố gắng làm tất cả mọi thứ, những gì tốt đẹp nhất để dành cho Pinky. À thôi, ông có hẹn với tình yêu của mình rồi, đưa người ta đi chơi đi. Cô nàng này cũng rắc rối lắm em. Ừ, đi chơi đi. Ừ, ok, vậy cố lên nha. Tôi đi... Ok. Cố lên nha em. Yeah. Đi chơi vui vẻ nha. Nghe giọng thì cũng biết là Ngôn Hy rồi. Giỏi quá vậy ta. Ủa sao vậy? Anh giỡn không vui hay sao? Anh giỡn không vui chút nào hết á. Còn mấy ngày nữa là tới cuộc thi rồi, mà em vẫn chưa có bài hát đây nè. Em đang lo muốn chết, còn anh thì ở đây làm ba cái trò trẻ con. Anh biết nhạc cho em chưa mà trông anh thảnh thơi vậy? Thì anh đã nói rồi, đáng đúng có thưởng thì phần thưởng của em nè. Nghe thử đi, hồ anh mới sáng tác á. Thì ra đây là bài hát hay mà anh nói đó hả? Hóa ra khả năng của anh chỉ tới đây thôi. Tôi thật sự thất vọng với anh quá. Tôi nghĩ à, em không thích ở đâu thì em nói anh chỉnh lại được mà. Thôi, khỏi đi. Coi như là tôi đã quá đề cao vô khả năng của anh rồi. Anh đúng là đồ vô dụng. Ủa, Bông Mi. Anh có sao không vậy? Anh có sao đâu. Thiệt không á? Thiệt mà.
Dạo này em nghe bác nói là anh thức khuya lắm, 3-4 giờ mới đi ngủ. Anh nhớ giữ gìn sức khỏe nha. Anh biết mà. Em yên tâm. Mà anh vội phải quá không? Thôi bây giờ đi ăn với em nha. Anh xin lỗi Bảo My. Tại vì dạo này anh có nhiều việc lắm. Bây giờ anh phải về sáng tác nhạc nữa. Chắc là hẹn em ngày khác nha. Bây giờ anh phải đi. Anh đi nha. Xong qua tới giờ gọi hoài không được vậy. Tình Chi. Em tìm Hồ Chí Quân đúng không? Đúng rồi. Tối hôm qua đến giờ anh có gặp anh Quân không? Thực ra là có. Vậy anh Quân có nói với anh có chuyện gì không mà sao em gọi hoài anh không nghe? Quân sẽ không đi học đâu em. Hả? Không đi học nữa? Là sao? Anh không biết nói em sao nữa. Mẹ em á không đồng ý Quân và chấp nhận Quân. Nên bà ấy cho Quân sự lựa chọn, một là Quân nghỉ học, hai là em nghỉ học. Quân chọn cách tốt nhất cho em. Nên anh nghĩ á, giờ em nên gặp Quân đi. Anh này đúng là khờ bà. Vậy bà nói là có những chuyện mình biết là không thể, nhưng mà chỉ cần cố gắng là được. Chưa cố gắng gì hết mà để bà nghỉ học rồi. Thôi, đừng khóc nữa em. Giờ anh nghĩ là em nên đi gặp Quân, nói rõ cho Quân hiểu. Đây là cách tốt nhất đó. Alo, alo. Có phải là cái bằng công tử đang ở đầu dây bên kia không đó hả? Chính là Tại Hạ. Chẳng hay à, Liệt Thiếu Gia gọi cho Tại Hạ có chuyện gì không hả? Thật ra không có gì to tát lắm. Chỉ là Tại Hạ đang rất là buồn chán, cho nên muốn kiếm Chi Kỷ để nói chuyện cho đỡ buồn đó mà. Liệt Thiếu Gia cũng rảnh quá ha. Mà không biết Liệt Thiếu Gia gọi cho Tại Hạ buồn chuyện gì, có thể nói Tại Hạ biết được không hả? Được chứ. Thật ra là ta buồn ngủ đó mà. Trời nóng quá cho nên tao muốn gọi nói chuyện với khí công tử cho đỡ nóng đó. Thôi đi bà nội, mệt bà quá, bà nhây quá à. Bà nhây nhây đi, một lát tôi cho bà một trận đòn là cho bà lên bờ xuống ruộng bây giờ đó. Coi đây, tôi sẽ bấu với mặt bà. Ai da, trời ơi, sao mà đau quá đi. Hay da, đợi đó, nhà ngươi đợi đó. Đợi sao? Sao cho nhà ngươi xin cái lỗ mũi nè. Chọt nè. Trời ơi, gãy cái mũi sữa của Tài Hạ rồi. Trời ơi, đau quá. Cười đau cả bụng. Không giỡn nữa đâu. Cười đau bụng chết nè. Rồi, dạo này có tâm trạng vui vẻ lại rồi ha. Có chuyện gì vui nữa phải không? Thì cái chuyện nó cũng hơi vui vui mà. Còn anh Bảy sao rồi Thiếu Bảy? Dạo này hai Bảy có thương nhau nhiều không? Anh Bảy đang ở studio làm nhạc. Đau. Trời ơi, gì anh Bảy mà quýnh bạn bạn như vậy luôn á hả? Xin lỗi tại tôi hai quá tôi quên. Ê, con mặt ngố. Tao có chuyện muốn nói với mày nè. Khách không mời mà đến kìa. Mày nói ai mặt ngố? Mày biết mày đang đứng ở đâu không? Tao đã dám bước tới đây thì mày nghĩ gan tao có nhỏ không? Đúng rồi, gan đâu nhỏ đâu mà chân dài não nhỏ à. Chân dài não ngắn mới đúng. Nữa nó cái từ nhỏ mình phải cho cái từ nhỏ thôi. Không, chục dài với ngắn, nhỏ với thôi con. Tao tới đây là để thách đấu với mày chứ không phải để nghe hai tụi bay lảm nhảm với nhau. Thách đấu nữa hả? Trời ơi, lại thách đấu nữa kìa Băng ơi. Sao tôi mệt mỏi với cái đám này quá đi. Thua hoài không có biết chán hả? Về thực lực cá nhân, tao không tin là tao thua mày. Trận đấu này sẽ là trận đấu cuối cùng. Và kèm theo đó, tất nhiên sẽ có điều kiện. Đứa nào thua, gọi đứa còn lại bằng chị. Và
rút học bạ ra khỏi trường. Ghê vậy? Chuyện lớn vậy? Suy nghĩ kỹ chưa? Cho mình một mảnh ghép cảm xúc trong tim anh đã cạn, cho đến khi anh gặp được em.